cao và cả cái mái tóc nữa, giống cả mắt của anh. Anh Ba Nguyên đã có một cái hay là khi anh hát á, thường anh ít khi nào mở to mắt, anh chỉ mở theo cái kiểu thật ra anh mở to cũng không mở được. Cho nên là khi các bạn này hát hay là mình góp ý cho đang cắt mắt đi nguyên thang được không ta? Cắt mắt nguyên thang được không ta? Trời đất ơi, kiếm vô tình. Trời ơi, lời phán đã linh nghiệm. MC mới bị chặt cái nội người ta đã không dám nói được, cái tập cho người ta nói. Trời ơi, mở cái chuyện người con đâm can chi. Không, nhưng mà em tỏ sáng, tập nào em cũng được thì chém em sẽ tỏ sáng. Yên tâm, cứ tỏ sáng đã rồi, chúng tôi sống được chúng ta. Thế thế, dạ, cái câu chuyện rồi. Trong thời gian em đi Nguyên Trang gạt cái nước mắt thì anh sẽ nhận chép tiếp phần của Tuyết Ly đó. Thôi, mình tập trung với xin đi bà. Rồi, anh rất thích cô Tuyết Ly. Rất là dễ thương, một cái đất dáng nhỏ nhắn, tinh tắn. Có lẽ mình có nói cái gì là giống như Phi Nhung mà nhỏ lại 30 tuổi á, đúng không? Có nghĩa là những năm thanh xuân. Thanh xuân á. Thanh xuân của chị Phi Nhung chắc là Tuyết Ly đó. Anh rất là mong chờ phần kết hợp của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung sẽ hòa hợp với đâu, bởi vì Mạnh Tuấn trong cái phần hóa thân vừa rồi rất là xuất sắc, và kể cả cái sự mộc mạc và có phần rất là chân chất của em cũng giống với Mạnh Quỳnh của mình nữa. À, anh nghĩ rằng là cái sự kết hợp của hai em sẽ bùng nổ. Còn cái sự kết hợp của hai đang nguyên thì hứa hẹn nó là những cuộc đua rất là gây cấn. Anh rất là mong chờ và chúc mừng các em với cái phần trình diễn vừa rồi. Xin cảm ơn các bạn. Như vậy là vòng đầu tiên thì các bạn chỉ chào sân một cách rất đơn giản và cũng chưa có kịp thu diễn hết tất cả những ưu thế của mình, nhưng mà đã nhận được rất là nhiều lời khen từ phía các vị giám khảo rồi. Cho nên chúng tôi hy vọng là ở phòng tiếp theo các bạn sẽ cố gắng phát huy hơn nữa ra. Lời nói xin chúc mừng bốn thí sinh. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng bước vào vòng hòa thanh. Và như chúng tôi chia sẻ ở vòng này thì sẽ là sự bắt cặp với nhau. Chúng ta sẽ cùng đến với một cặp đôi, đó là những người tình trong âm nhạc. Cả hai song ca rất là ăn ý trong những ca khúc mang đậm âm ngữ của Đô Đô cũng như là quê hương. Chúng ta sẽ cùng đến với phần hóa thân thành hai ca sĩ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung của hai thí sinh. Xin được giới thiệu Trúc Ly và Ngọc Tuấn.